Mẹo chữa trào ngược dạ dày với nghệ cực kỳ đơn giản, ngay tại nhà. Nghệ là một loại thực phẩm có chứa nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Một trong số đó có thể kể đến công dụng hỗ trợ điều trị chứng trào ngược thực quản dạ dày vô cùng hiệu quả mà lại tiết kiệm. Bạn có thể trị trào ngược dạ dày thực quản bằng nghệ theo cách mà được nhiều người áp dụng như sau. 1. Dùng nghệ với mật ong. Nguyên liệu: 1 thìa mật ong, 3 thìa bột nghệ và 100ml nước ấm. Khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện trong nước rồi uống. Uống đều đặn ngày 3 lần trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút. Bạn sẽ thấy triệu chứng dạ dày, axit trào ngược đều được cải thiện. Có một cách sử dụng tiện lợi hơn, đó là tạo thành viên bột, mật ong, nghệ để tích trữ dùng dần. Trộn đều khối lượng bột nghệ vàng với mật ong sao cho tạo thành khối lượng bột vừa đủ mềm. Chia thành các phần nhỏ, vo thành viên tròn, kích thước bằng khoảng đầu đũa. Mỗi lần uống 5 viên, ngày uống 3 lần. Tích trữ viên bột nghệ trong hộp kín để bảo quản. 2. Dùng nghệ với tiêu đen. Sử dụng hãm hai nguyên liệu này trong nước sôi với tỷ lệ hàm lượng 1 thìa tinh bột nghệ và 1/4 thìa tiêu đen nguyên hạt. Đậy nắp kín khoảng 15 phút để tinh chất tan ra nước, sau đó rót lấy nước uống. Với cách sử dụng đơn giản và dễ dàng thực hiện tại nhà, chữa trào ngược dạ dày bằng nghệ sẽ là một phương pháp rất đáng thử với bạn. Hãy áp dụng ngay để chấm dứt tình trạng bệnh khó chịu này. Follow bác sĩ Nam để cập nhật những thông tin sức khỏe bối